Thứ ba là tăng. Tăng có nghĩa là hòa hợp, là hài hòa, là hòa đồng. Nó có nghĩa là như vậy. Thanh tịnh tức là hòa hợp. Như vậy thì tự nhiên hòa hợp, phiền não tập khi đều không có, tâm thanh tịnh liền hiện tiền. Trên đề của kinh này, thanh tịnh là tăng, bình đẳng là pháp, giác tức là Phật. Cho nên trên đề kinh có đầy đủ tam bảo: thanh tịnh, bình đẳng, giác, chính là tam bảo Phật Pháp Tăng. Trong tự tánh, mỗi chúng ta vốn đầy đủ tam bảo, nhưng hiện nay bị mê, hoàn toàn mê. Học Phật không có gì khác ngoài mục đích giúp chúng ta phá mê khai ngộ, tìm lại tam bảo. Công đức của tam bảo vô lượng vô biên. Sau khi tìm được rồi, thật sự hạnh phúc viên mãn. Được đại tự tại. Tăng là thanh tịnh, tịnh mà không nhiễm. Nhiễm ô chính là phiền não. Nhiễm ô từ đâu sanh khởi? Quan niệm sai lầm đầu tiên chính là chấp trước cái gọi là ta, là ngã kiến trong mạt na thức. Kiến chính là khái niệm sai lầm, hữu ngã. Vấn đề này về sau có đề cập đến. Hữu ngã nên nó cùng khởi lên với ngã. Ngã tham trong mạt na thức của tướng tông gọi là ngã ái. Ngã ái chính là tham. Ngã tham, ngã mạng chính là sân nhuế, ngạo mạn, ngã si. Quý vị xem tham sân si tam độc phiền não này do ngã mà sanh khởi. Tam độc phiền não này là nguồn gốc tật bệnh sanh tử của tất cả chúng sanh. Nếu đoạn tận được tam độc này thì chẳng những không có bệnh, mà sanh tử cũng không còn. Nhưng điều kiện tiên quyết là nếu muốn không có tham sân si thì phải vô ngã mới có thể đạt được. Chỉ cần hữu ngã nhất định có tham sân si. Phiền phức là đây, vì nó sanh ra từ bản ngã. Mở đầu của Kinh Kim Cang, Đức Phật đã nói lời thật: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Nếu muốn tìm bản ngã sẽ không thể tìm được. Ta ở đâu? Tìm không ra ta,
nên thật sự cần phải tu quán. Trên thân này của chúng ta, quý vị nói cái đầu là tôi, như vậy tay chân không phải là tôi. Tôi chỉ có một, không thể có nhiều. Tương lai thành Phật cũng chỉ có thể thành một vị Phật, không thể thành nhiều Phật. Đầu thành một vị Phật, chân cũng thành một vị Phật, tay cũng thành một vị Phật. Quý vị thành nhiều Phật như vậy chăng? Không có điều đó. Chúng ta chỉ có thể thành một vị Phật. Nên ở trên thân thể này, đầu, mắt, não, tủy, lục phủ, ngũ tạng đều không tìm thấy. Như vậy thì làm gì có cái ta? Ta ở đâu? Tiểu thừa dùng phương pháp này, tìm tới tìm lui mới biết thật sự không có ngã, nên họ đã chấp nhận, nên họ liền có thể phá trừ được thân kiến, nghĩa là không còn chấp trước thân này là ta. Thân này tìm không thấy ta, phá được thân kiến thì chứng quả Tu Đà Hoàn, nhập vào dòng thánh. Tuy chưa ra khỏi luân hồi lục đạo, nhưng vĩnh viễn không đọa vào ba đường ác. Cõi trời hay cõi người, họ còn phải bảy lần đi về nữa mới chứng quả A La Hán, vượt ra khỏi luân hồi lục đạo. Cho nên cửa ải tu hành đầu tiên này khó phá nhất. Phá được cửa này thì về sau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cửa ải đầu tiên là phá ngã kiến. Đoạn tận được ngã kiến. Phá ngã kiến tiếp đến tham sân si đều đoạn tận. Đó chính là chuyện mạt na thức thành bình đẳng tánh trí. Đến khi đó sẽ phát hiện có chân ngã. Chân ngã là gì? Chân ngã nghĩa là muôn sự muôn vật trong biến pháp giới hư không giới đều là ta. Vũ trụ vạn hữu với ta hợp thành một thể. Danh từ trong kinh điển Đại Thừa gọi là pháp thân. Đã chứng được pháp thân. Chứng được pháp thân chính là pháp thân Bồ Tát. Pháp thân Bồ Tát đã tìm được ta. Pháp tánh là ta, là thể của ta. Pháp tướng là ta, là hình tướng của ta. Đã chứng được tam đức, nghĩa là đã tìm thấy pháp thân bát nhã giải thoát. Bát nhã là giải thoát. Tự tánh vốn là giác. Giải thoát ở đây là khởi tác dụng, được đại tự tại. Trong kinh Hoa Nghiêm nói bốn loại vô ngại là: lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, thật sự giải thoát. Quý vị xem thể của ta, tướng của ta, tác dụng của ta, đã tìm được chân ngã. Tự tánh là thể, bát nhã là tướng, giải thoát là dụng. Có chân ngã, quý vị nên biết về chân ngã, chứ không nên biết về giả ngã.
Thiền Tông nói về chân ngã, bản lai diện mục khi cha mẹ chưa sanh, đó chính là chân ngã. Bản lai diện mục trước khi cha mẹ sanh là pháp tánh, là pháp thân. Học Phật, bài học đầu tiên thầy truyền cho chúng ta là quy y Tam Bảo, chính là đem mục tiêu sau cùng của Phật pháp truyền trao cho chúng ta. Học Phật là học điều gì? Là học Phật pháp tăng. Phật pháp tăng là tiếng Ấn Độ, dịch thành chữ Hán có nghĩa là giác chánh tịnh, nghĩa là học thanh tịnh bình đẳng giác trên đề kinh này. Thanh tịnh là tăng, bình đẳng là pháp, giác là Phật, không phải tu gì khác. Như vậy quý vị đã chứng được thanh tịnh bình đẳng giác viên mãn rồi. Chúc mừng quý vị đã thành Phật, siêng năng tu học, đích thực đã ngộ nhập cảnh giới nhưng chưa viên mãn, đây gọi là Bồ Tát. Nên biết rằng Phật pháp tăng không phải là mê tín. Đây là đại học vấn. Tam Bảo hoàn toàn nói về tự tánh, tự tánh giác, tự tánh chánh, tự tánh thanh tịnh. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, nghe những âm thanh này, âm ở đây có nghĩa là gì? Âm thanh thuyết pháp của Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, âm thanh phát ra khi gió thổi động vào cây cỏ hoa lá, âm thanh nước chảy. Nhĩ căn nghe được tất cả âm thanh đều sanh tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Câu này quý vị nên hiểu. Niệm Phật là tâm đã giác ngộ, niệm pháp là tâm chánh, niệm tăng là tâm thanh tịnh. Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhĩ căn tiếp xúc với tất cả âm thanh đều có thể giúp chúng ta trở về với chánh giác tịnh. Nghĩa của Phật pháp tăng là như thế. Chúng ta ở thế gian này cũng rất muốn thanh tịnh, muốn bình đẳng, muốn giác ngộ, nhưng vẫn cứ là mê hoặc điên đảo. Mê mà không giác, tà mà không chánh, nhiễm mà không tịnh. Chúng ta ngày nay đối với Tam Bảo hoàn toàn thay đổi 180 độ. Chúng ta là mê, là tà, là nhiễm. Mê tà nhiễm mới tạo nghiệp, tạo vô lượng vô biên tội nghiệp, nên chiêu cảm lấy khổ báo. Ngày nay xã hội đại loạn, địa cầu thiên tai dị thường, nhân tâm hoảng hốt, không biết bắt đầu từ đâu. Đây là do mê tà nhiễm gây nên. Con người nếu có thể thay đổi thái độ, từ mê tà nhiễm trở về với chánh giác tịnh, như vậy thì trật tự xã hội được khôi phục, thiên tai của địa cầu cũng tự nhiên được hóa giải. Đây là thật, không phải giả.
Đức Thế Tôn thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tất cả hiện tượng trong biến pháp giới hư không giới, đều do tâm hiện thức biến. Trong kinh điển Đại Thừa nói một cách rõ ràng minh bạch rằng mỗi người đều là Phật, đều là Bồ Tát, nghĩa là hồi đầu.